Bác sĩ, bác sĩ, mọi chuyện sao rồi bác sĩ? Tạm thời đã qua khỏi, nhưng vẫn như là tôi thông báo cuộc họp này. Anh Trường à, anh về thật là đúng lúc đó. Thằng con trai của anh á, nó sắp phá nát công ty này rồi. Minh Trung nó còn trẻ, nó còn có chút háo thắng, cho nên nó phạm sai lầm. Nhưng tôi sẽ thay con trai mình sửa chữa sai lầm của nó. Kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức quay lại quản lý Trường Thịnh. Vậy còn dự án xe hơi sẽ được hủy bỏ. Vậy là năm nay tôi nó không có hao tài. Xin lỗi, dự án xe hơi thương hiệu Việt không thể nào dừng lại được. Ủa, là sao? Con nên im lặng thì tốt hơn. Dạ thưa ba, anh Trung đã tiến hành mua đất để xây dựng nhà máy lắp ráp, đồng thời cũng đã ký kết hợp đồng để mua dây chuyền sản xuất và công nghệ. Chính vì vậy, dự án này không thể ngừng lại được. Cái thằng trời đánh mà. Anh, bình tĩnh anh. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Tiền của chúng ta sắp bị cái thằng điên nó làm lỗ sạch hết trơn rồi. Thôi đủ rồi. Bây giờ tôi là người điều hành Trường Thịnh. Tôi cam kết sẽ không để lỗ một đồng vốn nào của các cổ đông. Cuộc họp kết thúc ở đây. Cha con anh giỏi lắm, nhưng cổ đông chúng tôi sẽ không ngồi yên để nhìn tiền của mình bị mất đi một cách dễ dàng như vậy đâu. Anh cứ cố công giữ như vậy được bao lâu chứ? Lời đề nghị đầu tư lần trước vẫn còn nguyên giá trị. Anh cần cứ alo cho tôi. Hồng. Dạ. Dạ thưa chú, để con kêu xe đưa chú về. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Cô ngồi đi. Dạ. Tôi cảm ơn cô về mấy ngày qua. Con chỉ muốn chứng minh một chuyện thôi. Chuyện gì? Đối xử tốt với một người không hẳn là muốn lợi dụng gì từ người đó. Cô quay lại làm việc với tôi bắt đầu từ ngày hôm nay có được không? Nhưng con sẽ tiếp tục làm những chuyện vô bổ, là quan tâm người khác. Con chỉ sợ làm chú khó chịu thôi. Vậy là tôi bỏ mặc cô. Cô muốn quan tâm tới ai tùy cô. Thì hợp đồng lao động này coi như thỏa thuận xong phải không? Dạ thưa. Tôi cần một người có thể tin tưởng bên cạnh mình lúc này. Dạ thưa, không phải là con không muốn giúp chú, nhưng nếu con làm việc ở đây thì công việc ở hội từ thiện... Tôi sẽ tài trợ cho hội trong vòng 3 năm. Cô cứ yên tâm mà làm việc cho tôi. Chú sẽ tài trợ cho hội từ thiện thiệt sao chú? Vậy cô có quay về làm việc không? Dạ, con sẽ về làm việc ngay. Ba, lập tức đi đi. Tao không có đứa con ngu ngốc như mày. Ba, ba muốn đánh muốn chửi con sao cũng được hết. Nhưng con xin ba, hãy tới gặp thằng Trọng một lần đi. Nó đang hôn mê bất tỉnh đó ba. Nó có chết cũng không liên quan gì tới tao. Ba, con xin ba, hãy tới gặp thằng Trọng một lần đi. Bác sĩ nói là bây giờ nếu như nó không tỉnh lại thì nó sẽ không qua khỏi đó. Tao nhắc lại, nó có chết cũng không ảnh hưởng gì tới tao. Ba. Anh Trung, tìm tôi có chuyện gì? Dạ, vừa có cuộc họp giữa các cổ đông với chú diễn ra lúc nãy. Dự án xe thương hiệu Việt bác bỏ rồi sao? Và kể từ bây giờ chú sẽ nắm lại toàn bộ quyền. Anh Trung, anh Trung. Mời vào. Thật tiếc khi anh không kịp về để coi màn trình diễn của ba. Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba tiếp tục dự án. Em hãy... Thôi bỏ đi, anh không đấu lại ba đâu. Vậy còn chuyện của Hưng? Anh có thể mời em đi ăn trưa không? Không à. Em đợi anh ở sảnh.
Nè, em ăn nhiều vô nha. Dạ. Mình đi chỗ khác đi em. Em không nghĩ như vậy đâu. Không à, thật ra chuyện dự án trục trặc là ngoài ý muốn. Em đừng có... Em có muốn... Thôi, không cần đâu anh. Ừ. Mình đi chỗ khác có được không em? Sao vậy? Anh ghen hả? Không phải, mà anh... Anh gọi món đi, em vô rửa tay. Bác sĩ hẹn em ngày mai tới khám mấy giờ vậy? Dạ, 10 giờ. Vậy à? 10 giờ thì anh có hẹn với khách rồi. Thôi, anh không cần lo cho em đâu, em tự đi được mà. Ờ, không mấy anh gặp khách xong rồi, anh sẽ đón em nha. Dạ, vậy cũng được. Em xin phép. Ờ, anh dọn đi. Dạ em xin lỗi chị. Anh phải cẩn thận chứ. Dạ em xin lỗi. À, thôi không sao đâu. À, em đi rửa chút là được mà. Em đi cẩn thận nha. Dạ. Chị và tình nhân của chị cũng vui vẻ quá ha. Sau này con của chị sinh ra đời, chị nhớ xét nghiệm ADN. Nếu là con của anh Trung, lần sau á, muốn nói gì phải nhớ tới cái tát này và suy nghĩ thiệt kỹ trước khi nói. Anh nói sao? Chúng tôi buộc phải có biện pháp tạm giữ cô Mai Hương và xem xét việc tạm giam đối với cô ấy. Các anh không thể nào làm như vậy được. Tại bây giờ Mai Hương đang mang thai, lại bị bệnh tim như vậy, thật sự không thể nào cô ấy chịu được điều kiện khắc nghiệt trong trại giam như vậy. Tất nhiên chúng tôi làm việc không chỉ biết nói lý mà quyền tịch. Nếu anh thật sự muốn giúp cô Mai Hương, anh hãy thương lượng với cô Thu Hồng. Vì chính lá đơn của cô Thu Hồng đề nghị cơ quan công an phải có biện pháp ngăn chặn những hành vi hành hung cô Thu Hồng của cô Mai Hương, cho nên chúng tôi buộc lòng phải có biện pháp tạm giữ cô Mai Hương. Tôi cảm ơn anh đã có sự đồng cảm chung với tôi. Tôi chỉ nhờ anh hãy chú ý tới sức khỏe của ấy giùm tôi. Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý chuyện này. Rất cảm ơn sự hợp tác của anh. Chào anh. Chào anh. Vết thương của cô không nghiêm trọng lắm. Khải à, Hương sao rồi? Chuyện đó tùy thuộc vào cô vợ yêu quý của anh đó. Nè, anh không cần đi gặp Hồng. Tôi không dám làm gì cô vợ yêu quý của anh đâu. Không phải, tôi chịu thua cô ta rồi. Bây giờ tôi chỉ dám cầu xin cô ta hãy buông tha Hương ra. Tôi trả bằng mọi giá cũng được. Chuyện này cứ để tôi giải quyết. Nếu anh biết cách giải quyết thì Hương sẽ không khổ sở như vậy đâu. Nè anh Khải à, anh hãy nghe lời tôi đi. Hương không thể ở trong đó lâu được. Tôi phải đưa Hương ra bằng mọi cách, càng sớm càng tốt. Anh đừng có cản tôi. Tôi không có cản anh, nhưng nếu thực sự anh muốn đưa Hương ra khỏi đó sớm và không có chuyện gì xảy ra thì hãy tin tôi lần này đi. Tôi nhất định sẽ không để cho Hương xảy ra chuyện rồi gì đâu. Rồi sức khỏe của Hương thì sao? Tôi biết, tôi biết sức khỏe của Hương như thế nào mà. Hãy tin tôi lần này đi. Chỉ ngày mai thôi thì Hương nhất định sẽ được thả ra. Được, tôi sẽ đợi tin anh.
em đã trở lại làm việc bên cạnh lão ta. Nhờ thành công chiếm được lòng tin tuyệt đối từ lão. Em đừng chủ quan, con cáo già đó là một kẻ rất đa nghi. Anh cứ yên tâm, em sẽ hết sức cẩn thận. Chỉ cần lấy được cuốn sổ đó thì coi như mọi chuyện sẽ kết thúc. Em cảm thấy Hoàng Phú là kẻ không đáng tin. Tại sao em nói vậy? Tham vọng của anh ta quá lớn, không khéo chúng ta lại tự đẩy mình vào thế cò ngao tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Anh sẽ dặn Hồng cẩn thận. Anh cũng nhớ cẩn thận đó. Anh biết rồi. Cảm ơn em đã vì anh mạo hiểm. Hồng nó sao rồi con? Dạ, Hồng cũng đỡ nhiều rồi. Bác sĩ nói vài ngày nữa Hồng sẽ được xuất viện. Bé Đặng nó khóc suốt đòi ba mẹ. Vì phải dụ nó sang đây ngủ đợi con về, nó mới chịu đó. Dạ, con cảm ơn dì. Con ăn cái gì chưa? Dạ, con ăn rồi. Ừ. Thôi, về con đi nghỉ sớm đi. Ba xin lỗi con. Con nói với mọi người, ngày mai họp sớm. Dạ. Hôm nay Dương cũng đã mệt lắm rồi ạ. Dương không sao. Với những chuyện này á thì phải giải quyết càng sớm càng tốt. Dạ. Thôi, con cũng mệt rồi đó, đi nghỉ sớm đi. Dạ. Dạ thưa ba mới về. Ba, con có thể nói chuyện với ba một chút được không? Tao không có chuyện gì để nói với mày. Ba, thằng Trọng nó vì đi kiếm ba nên mới bị thương nặng như vậy. Vì nó nghĩ người đàn ông đó chính là ba nên nó mới nhảy vô liều mạng. Đó là lựa chọn của nó. Ba, ba. Anh đừng chọc giận Dượng nữa. Cậu nên im miệng lại thì sẽ tốt hơn đó. Em chỉ tốt bụng nhắc nhở anh thôi. Anh không thích thì thôi. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Đừng tưởng là tôi không làm gì được cậu. Anh quyết định sao? Anh đã ký. Còn em?
Dĩ nhiên khi mọi thủ tục hoàn tất thì tôi sẽ thực hiện đúng như lời hứa của mình. Anh chỉ muốn mọi chuyện kết thúc trong ngày hôm nay. Cô ta trong đó vài ngày không chết đâu. Hoặc là anh làm theo ý tôi, hoặc là không bàn bạc gì nữa hết. Anh muốn là sự việc phải kết thúc trong ngày hôm nay. Những gì anh hứa, anh sẽ không bao giờ nuốt lời được. Vậy thì không còn gì để phải bàn hết. Tại sao em phải đến mức như vậy chứ hả? Tôi là vậy đó. Nếu như anh vẫn muốn bàn bạc với tôi thì phải thuận theo điều kiện của tôi. Tôi nhắc cho anh nhớ, anh càng dây dưa thì người chịu khổ là cô ta. Cuộc sống ở trong đó không dễ chịu đâu. Ngày mai, anh chỉ đồng ý kéo dài đến ngày mai. Đây là ngưỡng chịu đựng cuối cùng của anh. Sao em để những chuyện ghen tuông nhỏ nhặt làm hư chuyện lớn vậy? Anh lại muốn nói cái gì nữa đây? Giữa chuyện của chị Hương và bản hợp đồng đó, cái nào quan trọng hơn trong lúc này? Em muốn đấu với chị ta thì còn rất nhiều cơ hội, nhưng cuộc bản hợp đồng của anh Trung thì chỉ có một. Hồng nè, tôi biết tôi phải làm sao. Ủa, thằng Trọng đâu rồi? Trời đất ơi, không lẽ... Ê con, trời ơi, con ơi, con ơi. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh lại bỏ em mà đi vậy? Bình tĩnh lại đi con, nghe. Bình tĩnh lại đi, nghe. Chú à, anh Trọng sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Anh Trọng sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Anh không thể nào bỏ con đi như vậy được chú à. Con phải đi tìm không, anh không, chú không, à. Không. Con ơi, con bình tĩnh lại đi. Liên, ngày mai Hồng sẽ rút đơn khiếu nại. Tại sao phải là ngày mai mà không phải là hôm nay? Cô ấy không giở trò gì chứ? Anh yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chắc chắn là ngày mai Hương sẽ được trở ra. Tôi tin anh, nhưng tôi không thể tin con người đó. Anh có biết là Hương không thể nào ở trong đó lâu hơn được nữa. Sức khỏe cô ấy không chịu nổi nữa đâu. Tôi đảm bảo Hồng sẽ giữ lời hứa của mình. Lời hứa của cô ấy có đảm bảo rằng sẽ không có những chuyện tương tự xảy ra nữa không? Tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để Hồng tránh xa Hương ra. Vậy điều kiện của cô ta là gì? Chuyện đó không quan trọng. Nếu lòng thù hận của cô ta không được thỏa mãn, cô ta sẽ không dừng lại đâu. Và càng lúc sẽ càng có nhiều người bị hại hơn nữa. Trọng, Bác Quý, tôi, Hương và người kế tiếp đó là anh và chú. Tôi có việc phải đi trước. Tôi sẽ gọi anh sau. Nếu có việc gì cần thì hãy gọi cho tôi. Anh nghe đây Liên. Hả? Thật không? Được rồi, anh vô bệnh viện với hai đứa Liên. Sao mà thời tiết oi bức dữ vậy trời? Sao mà nóng ghê? Thank you.
Ông kêu tôi hả? Nè, có chuyện gì vậy? Nhìn cái mặt ông gian quá đi, có chuyện gì? Ê, tôi không phải là cái phường dễ dãi nha. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, cái gì? Thôi mà. Cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Gì vậy? Bảy ghe rờ đuôi vô gì? Trả bớt một phần tiền nè. Quý trời đất ơi, trả tiền mà làm hết hồn hết vía hả? Trả mình tiền thích... thì đưa đãi đi, làm gì mà mờ mờ ám ám làm tao nghĩ tùm lum la. Quý quý bà với quỷ đưa ở ngoài đó, người ta đi qua đi lại người ta ngó nghĩ lung tung, thấy người ta nói tôi lấy tiền của phụ nữ rồi người ta cười tôi sao? Phải giữ chút sĩ diện. Giữ sĩ diện phải không? Rồi bây giờ trả tiền là hết chuyện rồi phải không? Cái gì vậy? Làm gì vậy? Còn một chuyện đây nữa. Chuyện gì nữa? Ăn cơm. Ăn cơm gì? Con cảm ơn. Mời ăn cơm mà làm hết hồn hết vía à? Hồi bữa giờ ở đây ăn cơm nhờ nhiều rồi, bây giờ muốn mời một bữa để cảm ơn. Cho quý này nè, mời tôi ăn cơm mà làm người ta hết hồn, mà làm người ta nghĩ bậy bạ không à? Quý à, nếu chúng ta dừng dự án ngay lúc này thì thiệt hại sẽ lên đến con số hàng trăm tỷ. Vì phải đền hợp đồng, chuyển giao công nghệ và mất tiền cọc khu đất. Nếu như không dừng lại á thì con số càng không kiểm soát được. Mất đi số tiền này, công ty sẽ gặp phải rắc rối, không phải về mặt tài chính mà một số dự án đang dang dở có thể sẽ phải dừng lại. Vậy có nghĩa là thiệt hại chồng thiệt hại. Vào đi. Dạ. Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Tụi nó đâu? Dạ, hai vợ chồng đó vừa mới ra ngoài anh. Vậy còn bé Đan? Dạ, bé Đan nó đã ngồi chờ. Nhất quyết phải có ông nội mới chịu ăn cơm anh. Vậy thì phải đi ăn cơm thôi. Dạ, con xin phép gia đình con về ạ. Sao lại về? Cứ ở lại đây đi. Dạ, như vậy thì phiền gia đình quá ạ. Cô đừng có khách sáo, cứ coi đây là nhà của cô. Họ có tới không vậy? Họ sẽ tới. Chắc là bị kẹt xe thôi. Để tôi gọi cho họ. Sao hả? Anh ráng đợi một chút nữa đi. Chắc chắn họ sẽ tới mà. Dạ. Anh Trung có ở nhà không ạ? À, Khải phải không? Dạ, là con. Dạ, cô làm ơn cho con gặp anh Trung đi. Đang có chuyện rất gấp à. Thằng Trung á. Má, để con nói cho. À, anh Trung nhờ tôi chuyển lời, anh ấy không đến được đâu. Đừng có chờ nữa. Con, sao con lại nói như vậy? Con có lý do của con mà. Em cứ để cho cô ấy nằm nghỉ ngơi trên giường đi. Không được cho cô ấy bước xuống giường. Nếu có bất cứ chuyện gì bất ổn thì lập tức gọi xe cấp cứu và gọi điện cho chị. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chú cũng về đi con. Dạ, dạ, xin chào. Chào chị. Dạ. Phú, con thay anh con tiễn bác sĩ Sơn với bác sĩ Hà về đi con. Dạ. Hồng sao vậy con? Dạ, Hồng không có gì. Chỉ là Hồng đã có thai 2 tháng. Đây là chuyện vui. Mà sao nhìn con, không phải sức khỏe Hồng có gì nghiêm trọng chứ con? Dạ không có gì. Con có chuyện phải đi ra ngoài một lát. Con nhờ dì chăm sóc cho Hồng giùm con nha. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho bác sĩ Hà. Nhưng mà có chuyện gì gấp vậy con? Cũng không có gì. À, nếu Hồng có hỏi thì dì nói con đi ra ngoài mua thuốc.
Con xin phép. Cô, bé đang đâu rồi dì? À, bà đang dỗ cho bé ngủ. Cô ăn cháo đi, cháo này bà nấu á. Cô sao vậy cô? Cái mùi kỳ quá, em ra ngoài đi. Vậy tôi pha cô ly sữa nha. Dạ. Anh Trung không có ở nhà. Anh Trung đã đi rồi. Tôi mệt lắm, đi ra ngoài đi. Tưởng em đã hiểu chuyện nào quan trọng nhất trong lúc này chứ. Tôi tự biết tính toán, không cần anh phải quan tâm. Tự tính toán? Vậy đứa con trong bụng em cũng nằm trong sự tính toán của em hả? Nó là con của ai vậy? Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Đi. Không. 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 Tôi gọi cho anh hoài mà không được. Còn tôi, tôi gọi cho anh cả ngày. Xin lỗi nha. Chuyện của Hương ngày mai sẽ giải quyết xong. Tại sao? Tại vì không bị ngất xỉu. Hương cũng bị ngất xỉu. Hả? Hương có sao không? Em bé trong bụng không giữ được. Hả? Anh là một thằng ngu. Một thằng ngu nhất trên đời. Anh đã tiếp tay cho người ta giết chết con của mình, là con ruột của anh đó. Tôi nhất định không để cho Hồng sống yên đâu. Tôi sẽ bắt cô ta trả giá cho những tội lỗi của mình gây ra. Nếu anh còn binh vực của ta, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đã khám kỹ chưa? Chính bác sĩ Hà đã đến khám cho Thu Hồng anh. Anh sao vậy? Em nói coi, xem đây có phải là chuyện vui không? Dạ, tất nhiên là chuyện vui rồi anh. Có thêm con thêm cháu thì đúng là chuyện vui. Nhưng đó là chuyện của nhà nào, chứ không phải là chuyện của nhà này. Sao anh lại nói như vậy? Em kêu thằng Trung vào gặp anh. Dạ, Trung nó ra ngoài từ sáng tới giờ chưa có về anh. Con Hồng bị như vậy mà nó bỏ ra ngoài sao? Dạ, hình như là có chuyện gì đó rất là gấp anh. Chị Hà dặn em phải nằm yên trên giường. Tôi không sao. Em đừng có xem thường. Sức khỏe hiện tại của em bây giờ là rất yếu. Nếu như quan tâm tới tôi thì anh đã không đi từ hôm qua cho tới bây giờ. Em... Đứa con này anh có muốn giữ không? Nếu như anh không muốn giữ thì... Con của Hương đã mất rồi. Đừng có bắt anh phải chịu thêm nỗi đau hại chết con mình nữa. Bây giờ anh muốn gì? Em ký đi, để anh gửi qua cơ quan công an. Ừ.
Em hứa với anh sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện gì đâu. Em sẽ sớm quay về. Anh Khải, chị Hai sao rồi anh? Em hãy ngồi xuống trước đi đã. Mặt mày xanh lè, về đây chi vậy? Anh bắt em giúp ảnh trốn viện rồi dẫn ảnh qua đây vậy đó. Em không sao đâu. Mà chị Hai sao rồi anh? Hiện tại bây giờ thì Thu Hồng đã rút đơn kiện lại rồi, cho nên vụ này coi như kết thúc. Còn chị Hai của em đã đi du lịch, chắc sẽ sớm về thôi. Chị Hai đi một mình hả? Ừ. Em yên tâm đi, chị Hai không sao đâu. Chúng ta không được tha cho con người đó. Cô ta nhất định phải trả giá. À, hình như máy lạnh có vấn đề, anh kiểm tra kỹ lại ha. Thằng này mới vừa khỏe lại được một chút đã đi lung tung rồi. Vì em lo cho anh Hai mà. Anh có gì đâu mà phải lo. Anh Hai, sao đến giờ này anh vẫn để người đàn bà đó bên cạnh mình vậy? Không lẽ cô ta đối với anh quan trọng hơn tất cả mọi đạo lý, mọi người thân bên cạnh anh sao? Là anh vẫn còn nợ Hồng. Đó không phải lý do anh Hai à. Cô ta đã hại hết người này tới người khác, cô ta mất hết nhân tính rồi, anh có hiểu không anh Hai? Nếu có được những thứ cô ta cần, Hồng sẽ dừng tay lại. Thứ cô ta cần? Hồng đang dần dần lấy lại những gì mình đã mất. Chỉ còn một thứ nữa thôi, đó là Trường Thịnh. Vậy còn ba? Vậy còn ba thì sao anh Hai? Ba sẽ không để yên cho Thu Hồng, muốn làm gì thì làm đâu. Và em tin chắc kẻ thù lớn nhất mà Thu Hồng muốn nhắm đến là ba đó. Em yên tâm đi, anh sẽ không để cho Thu Hồng hãm hại ba đâu. Cô ta chưa rút đơn thư kiện chị Hai. Có phải anh đã đồng ý điều kiện gì chứ cô ta đúng không anh Hai? Anh Hai, anh có thể để cho em chia sẻ với anh được không? Sắp tới sẽ có rất là nhiều việc cần tới em, còn bây giờ cứ để anh lo. Anh Hai, nghe lời anh đi, anh biết tính toán mà. Anh không tin là em làm được việc gì hả? Cái thằng này muốn phụ anh chứ gì? Dạ. Được rồi, anh có việc này giao cho em đi. Đừng giao đại việc gì cho em làm đó nha. Hãy giúp anh chăm sóc cho chị Hai. Chuyện này anh không cần phải giao, thì em sẽ vẫn làm. Cái em muốn là... Thôi được rồi, mọi chuyện sắp kết thúc, em đừng có lo lắng nữa. À, còn vụ án của em, anh cũng sẽ lo. Em sẽ không sao đâu. Em có sao hay không không quan trọng, quan trọng là đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Vào đi. Dạ thưa chú, buổi chạy thử xe ý đã xảy ra chuyện rồi chú. Bị sao? Dạ trong lúc người ta đang thử xe, xe tự nhiên bị mất điều khiển đâm vô hàng rào, làm cho một tài xế và một nhân viên đứng gần đó bị thương nặng. Phú đâu? Dạ đang xử lý ở dưới hiện trường. Cô xuống ngay với Phú đi, rồi thông tin chi tiết về đây cho tôi. Dạ. Cậu Khải, cậu Khải. Hương gì rồi hả chị? Không có. Tôi dọn dẹp phòng khách rồi, cậu vô đó mà nằm đi, chứ nằm ngủ ở ghế sofa này đau lưng chết.
Dạ không sao đâu, con ngủ ở đây được mà gì. À, con có muốn ăn gì không? Để tôi đi nấu cho cậu ăn nha. Dạ được rồi. Cũng trễ rồi, về đi ngủ sớm đi. Nếu vậy có gì thì cậu kêu tôi nha. Dạ, con biết rồi. Dạ. Hương à, em đang ở đâu vậy? Ủa? Em đi đâu vậy? Em thấy anh sửa lâu quá nên đi mua đồ ăn. Ống nước sửa được chưa anh? À, sửa xong rồi. Bây giờ mình chỉ cần đợi 30 phút nữa thôi cho keo khô rồi mình đi ha. À, em mua đồ ăn rồi, mình ở nhà ăn luôn nha. Em nghĩ là phải đợi lâu lâu một chút cho chắc ăn, chứ để mất công chút nữa có chuyện gì nữa. Cũng được. Anh lấy chén đũa giùm em nha. Ừ, rồi. Chết rồi. Anh quên lấy chai tương ớt rồi. Em vô lấy giùm anh nha, ngay chỗ bếp á. Dạ. Đưa anh. Cảm ơn em. Chà, toàn là món ngon không à. Có phải là đúng mấy món anh thích không? Ừ. Gì vậy anh? Anh cứ tưởng là em sẽ ghét anh lắm chứ. Sao em lại ghét anh chứ? Trọng đang ở bên chỗ em mà. Nó không nói gì với em sao? Thật ra là anh có nói với em. Nhưng mà chính vì như vậy cho nên em cảm thấy rất là buồn. Em tin á là anh không bao giờ có ý định hại ảnh. Không ngờ anh đã nói đúng về anh Trọng. Đã là bản chất thì có thể che giấu người khác, chứ con người thì không bao giờ có thể thay đổi được. Anh đã làm lỗi, nhưng thay vì nhận lỗi lại đi đổ lỗi cho người khác. Em đừng có buồn nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Anh hãy nói cho em biết, em phải làm sao bây giờ? Chia tay đi. Nếu mà càng dây dưa thì người đau khổ nhất chính là em. Liên à, em đừng như vậy mà. Cho em say một bữa đi. Em muốn ngủ một giấc thật lâu để không phải lo nghĩ cái gì nữa hết. Em đã quá ngu ngốc khi đặt tình yêu của mình vào một người như anh ta. Ok. Sao em không uống? Uống hết đi. Liên ơi,
anh Phú. Anh Phú, anh Phú. Em tìm cái gì vậy? Muốn tìm chứng cứ để giúp thằng Trọng à? Sao anh? Anh đối xử với em và chú hết lòng. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Bởi vì anh đã thay đổi. Anh không còn là Phú của ngày xưa nữa. Em đừng có ngụy biện. Em muốn giúp cho thằng con Quang đó sao? Đừng có mà hỏng. Em tin trên đời này có công lý và anh sẽ phải trả giá vì những gì anh đã làm. Đổ nắng đêm làm bộ chuyện như vậy sao? Hả? Chết rồi, anh quên lấy chai tương ớt rồi, em vô lấy giùm anh nha, ngay chỗ bếp á. Dạ. Anh đợi được tôi. Cái này là do em tự chuốc lấy. Anh là kẻ không ra gì. Rồi anh sẽ không làm được gì đâu. Mở cửa ra ơi. Ba. Mày xuống cài cứ học. Con mẹ mày hồi sống với tao cũng không có ra gì rồi, bây giờ đẻ mày ra cũng có ra gì đâu. Mày biết chưa, học với hành. Mày chết với tao à? Mày còn nhìn tao hả? Mày đi theo mẹ mày đi. Không ai, không ai được coi thường tôi. Không ai được coi thường tôi. Anh làm cái gì vậy? Mở tôi ra, mở tôi ra. Nè Trọng à, con Liên nó không có sao đâu, con đừng có lo lắng gì hết. Phải đó anh Trọng, chị Liên đi với anh Phú, không có chuyện gì đâu. Anh đừng có nói với em á là anh đang ghen ở nhà. Ghen cái gì mà ghen? Ghen cái gì đâu mà ghen? Con Liên nó... Dạ, mọi người không hiểu đâu. Không phải là con ghen, mà tự nhiên con thấy nóng ruột quá. Con thật sự rất lo lắng cho Liên. Cái này người ta gọi là thương quá, quá lo.
Chú bảo đảm với con là Liên hả? Sao? Anh Trọng à? Nè Trọng, cái chuyện gì vậy? Gì vậy anh Trọng? Liên à? Liên. Ủa chú, sao nhà cửa mở tan quát vậy? Liên. Liên à? Chú ơi, trời ơi, chú cho tôi con vô đi chú. Chú ơi, đừng có chú con vô đi mà chú. Quanh ở đây rồi, không sao đâu. Không ai làm gì được em đâu. Liên à, Liên à, không sao đâu em. Trung. À, dạ, con chào dì. Dì thấy con mệt lắm đó. Dạ, con không sao đâu dì. Con đâu phải cần tránh mặt mọi người, rồi con đi suốt ngày suốt đêm như vậy. Con không nghĩ cho bản thân con thì con phải nghĩ tới bé Đan chứ. Nó cũng nhớ ba nó lắm. Dạ, con biết rồi. Con sẽ sắp xếp lại mà. Ừ, con ăn gì chưa? Hay là dì đi làm cái gì cho con ăn nha. Dạ. Dạ thưa bà, có mấy anh này tới kiếm cậu Phú á. Ừ. Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy hả? Anh là Hoàng Phú. Dạ đúng, có chuyện gì không anh? Có một vụ án cưỡng bức xảy ra đêm qua, muốn anh cung cấp thông tin cho chúng tôi. Dạ thưa bà, có mấy anh này tới kiếm cậu Phú á. Ừ. Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy hả? Anh là Hoàng Phú. Dạ đúng, có chuyện gì không anh? Có một vụ án cưỡng bức xảy ra đêm qua, muốn anh cung cấp thông tin cho chúng tôi. Em nghe được tin á, bên Trần Thịnh đang liên hệ với rất nhiều ngân hàng để xin vay vốn. Họ có dự án gì mà huy động nhiều vốn dữ vậy? Em nghe nói là để mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông. Mua lại toàn bộ cổ phần? Ừ. Nghe không hợp lý chút nào, đúng không anh? Chú muốn làm gì vậy chứ? Câu hỏi của em thì lại khác. Liệu cô ta có dính dáng gì đến toàn bộ chuyện này hay không? Anh sẽ điều tra việc này. Em cần biết kết quả càng sớm càng tốt nha anh. Em có thể cho anh biết kế hoạch sắp tới của em là gì được không? Anh Khải à, anh yên tâm đi, em sẽ không làm những chuyện hại người tán tận lương tâm như cô ta đâu. Nhưng mà kể từ bây giờ á, em nhất định sẽ không để bất kỳ một âm mưu nào của cô ta thành công đâu. Có những chuyện một khi đã dấn thân vào rồi, khó có thể kiểm soát được bản thân mình lắm đó. Em không sợ đâu, bởi vì đã có anh ở bên cạnh em, che chở cho em rồi mà. Bộ có người chịu nghe nói sao? Em... Hừ.
Không có gì là nghiêm trọng hết. Nhưng cô ấy đã bị cú sốc tâm lý rất lớn, phải mất rất nhiều thời gian để mà hồi phục. Anh vừa ở chỗ công an về, nó sẽ phải đền tội đúng không anh? Như vậy là sao? Có vấn đề gì hả? Phú nói là do Liên chủ động, chứ nó không hề hãm hại Liên. Nó đưa lão Trọng à, em bình tĩnh lại đi. Bên công an họ xác minh thuốc mê ở trong bia là do Liên mua, và tài xế taxi đã chở hai người cũng đã khẳng định Phú muốn đưa Liên về nhà, nhưng Liên nhất định không chịu mà đòi lên nhà với Phú. Bây giờ mọi nhân chứng vật chứng đang đứng về phía của Phú. Như vậy là không có cách nào buộc tôi được nó hả? Sẽ rất khó. Trọng à, em đừng có suy nghĩ quá rồi lại làm bậy nữa. Này, em không muốn ngồi tù, anh chị giúp em đi. Còn không, em ngồi tù thì nó cũng phải ngồi tù chung với em. Trọng à, em bình tĩnh đi. Bây giờ mọi chuyện sẽ rất khó khăn, bởi vì lời khai của em về Phú sẽ bị quy chụp là vu oan cho Phú để trả thù chuyện của Liên. Nghĩa là để cho nó ung dung nhẫn nhơ gì hả? Nhất định phải có cách gì chứ. Phải có chứ anh, phải có cách gì đó chứ. Trọng à, em bình tĩnh lại đi. Phú không phải là loại người dễ đối phó đâu. Bây giờ em càng nóng giận thì chỉ càng mắc sai phạm, sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu. Trọng à, anh Trung nói đúng đó. Em phải nhớ, em không được xảy ra chuyện gì. Nếu không á, thì Liên nó sẽ càng đau khổ đó. Bình tĩnh lại đi Trọng à. Chắc chắn á, là mọi người sẽ tìm cách giúp em. Quan trọng là em phải giữ mình và nhất định là không được bỏ cuộc nha em. Không, 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 không. Liên, Liên. Mời vào. Anh có nhìn lầm không vậy? Em thức cả đêm qua để họp, bây giờ phải ở nhà nghỉ ngơi mới đúng chứ. Anh đừng có lo, em không sao đâu mà. Anh chịu thua em luôn. À, anh Khải, anh mới từ chỗ Liên về hả? Liên sao rồi anh? Các chuyên gia tâm lý hàng ngày dẫn đến điều đặn, nhưng xem ra thì hồ sơ xin vay vốn của Thiên Thanh đó. Em tính trao đổi với họ để cứu Trọng sao? Anh nghĩ có được không? Anh thấy cũng rất là khó khăn đó. Hết sức thận trọng nha, không chừng tự gây rắc rối cho mình đó. Em sẵn sàng làm mọi chuyện để có thể giúp Trọng, nhưng mà còn làm như thế nào thì còn phải nhờ tới anh nữa. Được rồi, anh sẽ nghiên cứu cái này. À, anh, còn chuyện bên Trường Thịnh á, anh đã tìm hiểu được gì chưa? Hiện tại thì có một công ty bên Thái muốn mua lại Trường Thịnh. Cái vụ mà chú muốn mua lại cổ phần của các cổ đông á là để ngăn chặn chuyện này. Còn cô ta thì sao? Không được đến công ty, chỉ ở nhà thôi à. Cô ta đang âm mưu chuyện gì vậy? Hồ sơ làm tốt lắm, đem photo nhiều bản để chuẩn bị cho cuộc họp. Dạ, con xin phép ạ. Vô đi. Thưa bà, có những chuyện mà bà cần phải biết trước khi họp với các cổ đông. Mày lại định gây ra chuyện gì hả? Có những thứ không thuộc về mình thì hãy trả lại cho người ta đi. Nè, tao hỏi mày gây ra chuyện gì nữa? Nếu như mình rời khỏi Trường Thịnh thì gia đình mình sẽ có một cuộc sống sung túc, và ba có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Tao hỏi mày đã gây ra chuyện gì rồi?
Để con gọi điện thoại gọi mọi người tới. Xin lỗi ba, con tới trễ. Xin lỗi, tôi tới trễ. Đã bắt đầu họp chưa? Dạ, còn các cổ đông khác thì sao ạ? Không còn cổ đông nào nữa đâu. Ông Sang và ông Dương đã bán hết cổ phần cho tôi rồi. Họp đi. Dạ. Không cần phải đưa văn bản cuộc họp đâu, nội dung đã thay đổi rồi. Cô ngồi xuống đó đi. Dạ thưa ba, bác sĩ đã dặn ba cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Vậy mà ba vẫn ham muốn làm việc, cho nên con và anh Trung đã... Thôi đi, bỏ cái trò hề này đi. Anh Công, lá phiếu của anh sẽ quyết định ai là người sẽ làm chủ cuộc chơi ở Trường Thịnh này. Đã đến lúc anh lên tiếng rồi đó. Tôi cũng nghĩ như mấy đám trẻ, anh nghỉ ngơi được rồi đó. Có rất nhiều người cấu kết trong chuyện này lắm, chứ không phải chỉ có tôi và Hồng. Thí dụ như là má tôi và cô thư ký mới của ông chẳng hạn. Mày thảm bại. Có chuyện gì? Dạ em nghe có tiếng đổ vỡ bên trong cho nên... Tổng giám đốc đang rất tức giận, đừng ai vào làm phiền tổng giám đốc hết. Dạ. Còn nữa, dặn mọi người nếu không có lệnh của tổng giám đốc không được vào. Dạ em biết rồi. Thôi bây giờ cho chắc ăn luôn, gọi hai bảo vệ đứng đây canh chừng cho tôi. Dạ. Alo, phòng bảo vệ đúng không ạ? Dạ, dạ tôi Xuân đây ạ. Dạ anh cho liền hai bảo vệ lên phòng họp lớn giúp em ạ. Dạ cảm ơn anh. Qua phòng họp gấp, chú có chuyện. Hai anh đứng ở đây canh chừng, nhớ là đừng có cho ai vào làm phiền chú nha. Dạ, dạ. Được rồi. Xuân, bà tôi sao rồi? Dạ, chú đang ở trỏng á, chú đang rất là giận. Em nghe có tiếng đồ đạc đổ vỡ tùm lum ở trỏng hết á. Bye ba. Để con đi. Bye ba. Ba có sao không ba? Hả? Chú bị sao vậy anh? Phụ tôi, để bắt tôi nằm xuống. Dạ. Ba. Ba ơi, gọi xe cứu nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Ba. Gọi xe cứu nhanh lên. Nhanh lên. Dạ. Ba ơi, ba. Alo, có chuyện gì vậy? Dạ, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy tới gặp bác sĩ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, em nghe nè anh hai. Em đi đến bệnh viện thành phố gấp đi. Có chuyện gì vậy anh? Đừng có hỏi nhiều, lập tức đến đây. Dạ, anh hai, anh hai. Em nghe nè anh Khải, em có đang ở bệnh viện không vậy? Ở bệnh viện? Anh biết chuyện gì xảy ra đúng không? Anh Trung nói với em là đi vào bệnh viện. Nhưng mà không nói lý do gì hết á. Chú nhập viện rồi, bác sĩ nói là sẽ rất khó qua khỏi. Sao lại như vậy? Sao mà em bị như vậy? Thua Hồng đã chiếm được Trường Thịnh, có lẽ chú đã bị sốc nặng. Lại là tụi nó. Trọng à, em sẽ không để cho tụi nó hai người nữa đâu. Em sẽ bắt tụi nó phải trả giá. Trọng à, lại là tụi bay. Trọng, Trọng à, Trọng, Trọng, cậu đừng có làm như vậy. Cậu Trung biết cậu về đây tìm cô Hồng và cậu Phú, nên cậu Trung dặn tôi bằng mọi giá phải giữ cậu lại. Cậu bình tĩnh lại đi cậu Trọng. Cậu bình tĩnh lại đi. Thôi mà cậu giết cháu con. Cậu bình tĩnh lại đi. Bây giờ là hãy chết bà con. Con không tha cho tụi nó đâu. Con phải giết tụi nó. Cậu bình tĩnh lại đi cậu. Đừng buông cuộc ra. Cậu buông ra. Nè, có chuyện gì vậy? Chuyện gì hả? Trọng, Trọng, chết đi. Trọng à, em là Trọng, bình tĩnh đi. Em biết rõ, tụi nó giết cháu em, hãm hại ba, em phải giết tụi nó, không tha cho tụi nó đâu. Thôi mà, Trọng. Em nói đi, em về phe tụi nó từ khi nào vậy, hả? Tại sao không cho anh báo công an, gông cổ nó lại? Em có biết đây là cơ hội tốt nhất để mình nhổ cái gai trong mắt không, hả? Bây giờ anh còn muốn gây chuyện nữa hay sao? Có phải em vì lời nói của anh ta mà xiêu lòng không? Em tin những lời đó là thật sao? Đừng có nói tầm bậy. Tất cả những gì em làm hôm nay là chỉ muốn tốt cho chuyện lớn sau này thôi. Hy vọng sự thật là như vậy. Đi bác sĩ đi, vết thương của anh cũng không nhẹ đâu. Nhân đạo với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân đó. Anh cũng mong rằng em sẽ không phải hối hận về chuyện hôm nay. Nếu như có ngày đó, tôi sẽ tự chịu một mình, không làm liên lụy tới anh đâu. Con nghe má. Chuyện gì vậy? Ông già đó tỉnh lại rồi. Sao lại sống dai như vậy chứ? Nếu em muốn giết thì giết anh trước đi. Bởi vì anh biết rõ cô ta quay về đây là để trả thù, mà anh vẫn để cho cô ta quay lại. Tất cả là do anh. Anh nghĩ là dùng tình cảm chân thật của mình có thể hóa giải được hận thù. Tất cả vì anh. Anh nghĩ là mình cho cô ta hết tất cả thì cô ta có thể dừng tay lại. Nhưng anh đã sai lầm. Chính anh đã hại chết ba. Chính anh đã hại tất cả. Em giết anh đi. Tình trạng tê liệt toàn thân như vậy có thể chỉ là tạm thời, dần dần cũng có thể hồi phục lại được. Nhưng mà đối với anh tỉnh lại được cũng là một điều may mắn lắm rồi. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Dạ, được rồi. Có gì chị cứ gọi cho tôi. Dạ, tôi biết rồi. Chào chị, chào cháu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Má, má khoan nói cho anh Trung biết về chuyện Dượng tỉnh dậy nha. Má đã nói rồi con ơi. Sao má không hỏi ý con? Má... Dì, dì à, ba con sao rồi dì? Ba con... Má không cần phải trả lời với mấy người này. Mày nói cái gì? Muốn gì? Trọng à, không nên gây chuyện ở đây.
Dì à, bác sĩ nói tình trạng của ba con sao rồi? Tình trạng sức khỏe của Dượng như thế nào á thì không liên quan gì tới anh. Dì Dượng đã tuyên bố từ mặt anh rồi. Người thân hiện giờ của Dượng á chỉ có má và tôi thôi. Mày nói cái gì vậy? Muốn gì? Hả? Tỉnh đi anh. Nói gì chứ nói làm gì? Mình vô thăm ba đi anh. Các cậu không được vô đâu. Ông nói vậy là sao? Tôi vừa nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của ông Trường. Đây là thời điểm để tuyên đọc mạng ủy thác của ông này. Ừ. Cách đây một tuần, ông Trường có đến gặp tôi để làm hồ sơ về tài sản thừa kế và một bản ủy thác để phòng khi sau này có chuyện. Theo ý nguyện của ông Trường thì bản ủy thác này sẽ được đọc khi bác sĩ xác nhận tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông ấy không còn khả năng quản lý công việc nữa. Lúc đó, ông Trường sẽ giao toàn bộ quyền quản lý tài sản cho anh Nguyễn Hoàng Phú. Không thể nào, bản ủy thác này là giả. Bà không bao giờ giao tài sản cho người ngoài mà không giao cho con trai ruột của mình. Tất cả giấy tờ đi ra ngoài. Dạ, để tôi hốt cái này đó. Tôi nói đi ra ngoài. Dạ. Uống nước của ông cho nên ông giận. Là đồ cổ sao? Dạ không phải, chỉ là cái ly bình thường ông vẫn uống nước để trên bàn đó. Chỉ là cái ly uống nước thôi. Dạ. Tại sao lại giận dữ như vậy chứ? Tại vì cái ly đó là của cậu Trung tặng cho ông. Anh biết không, cách đây mấy ngày em có vào phòng của lão để tìm tài liệu. Và em đã thấy lão gom hết tất cả những mảnh vỡ của cái ly đó, bỏ vào cái hộp rất cẩn thận. Nếu lão ta vẫn còn thương Minh Trung thì tại sao lại giao tất cả hết cho thằng Phú mà còn lại làm giấy từ con nữa? Em nghĩ là anh nên theo dõi luật sư Thái. Em nghi ngờ luật sư Thái tiếp tay cho vụ này hả? Ừ. Anh hãy cẩn thận, đừng để cho họ nghi ngờ. Thật ra em vẫn cần Hoàng Phú giúp em ở Trường Thịnh. Anh hiểu rồi. Nhưng mà sao em không kể chuyện cái ly bể cho thằng Trung, để cho anh ta thấy bản di chúc có vấn đề rồi giành lại cổ phần? Nếu như vậy thì sẽ có lợi cho kế hoạch của em hơn. Chuyện tranh chấp tài sản thường là nó sẽ kéo dài cả năm trời. Lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, và nó sẽ kéo theo kế hoạch khôi phục công ty của ba sẽ bị trì trệ. Em lúc nào cũng nghĩ chu đáo. Yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận. Alo. Anh muốn gặp em được không? Anh biết là em đang nghĩ gì, nhưng thật sự anh cũng rất là bất ngờ trước bản di chúc của ông ta. Tôi nghĩ ông ta đang cảm thấy mắc nợ gì và anh, đồng thời lại đang thất vọng về anh Trung nên mới đưa ra quyết định như vậy. Vậy chúng ta vẫn là cộng sự của nhau đúng không em? Bây giờ anh là người đang có lợi thế, tôi mới là người rất mong sự hợp tác của chúng ta sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà làm ảnh hưởng. Em đừng có nói như vậy, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em trong mọi trường hợp. Anh không chỉ là đối tác tốt của em mà anh có thể là bất cứ mọi chuyện gì em nữa. Anh và tôi tốt hơn hết chỉ nên là đối tác của nhau.